Thôi mà, chuyện đã lỡ rồi, cho anh xin lỗi nha. Nhìn nhủi cái chung nè. Anh nhủi nha nha ta nè. Anh ngã nhìn nhìn. Vậy mà, anh nở nhu nhu lắm nè. Anh nhủi nhủi. Sao? Tiền bạc sao? Nay bà không trả và không xong với tôi đâu đó. Có gì tôi siết cái đó đó. Chú cũng thông cảm, dạo này buôn bán ế ẩm á, tiền bây giờ không có. Có cái này nè, chú lấy đỡ được không? Ai, chị làm vậy là chết em rồi. Thôi coi như em cho chị thiếu một bữa nay nữa đó. Mai mốt hay bữa nào có cũng được. Chị có chị điện thoại em qua lấy. Chứ hôm nay em đi tới lùi hoài cũng tốn sao. 2 giây đi, chứ ngày nào lại tao cũng mệt lắm. Con nợ dạo này con nào cũng lặn dao, chắc nghi bỏ nghề quá. Kêu cái gì? Em để đó đi, chút vô ra làm. Vô chút anh diện, lẹ lên. Gấp quỷ không? Nay rủ luôn. Chắc mới bôi xình xú chứ gì. Thôi, cũng đang sung, vô làm nháy. Đồ ăn tới nè, đồ ăn tới nè. Cây. Em làm gì vậy? Xỏ giùm anh cây kim hả? Không thấy đường xỏ. Là kêu vô đây xỏ kim hả? Chứ không phải xỏ cái kia hả? Khỏi đi mày, mày đừng nói tiếng anh em với tao nữa. Mày nghĩ làm sao hôm qua đi nhậu uống bia mới chút xíu mày về mày qua mày kể vợ tao nghe. Báo hại tao ha. Rồi sáng tao mới vừa ngủ dậy chưa kịp tỉnh rượu nữa. Nó giác tội trà nó được tao chạy bây giờ tao chưa dám về nhà nữa nè. Mày nói cái gì? Ông Bảy mới làm con gà hả? Sao cối hả? Thôi mày kêu ổng hầm xả đi. Hầm xả có nước hấp uống rượu mới được. Uống rượu trước rồi lát tê mình vô quán bia đỡ tốn bia. Qua đó karaoke ôm luôn. Rồi chờ chút tao bắt lát tao qua liền. Khoan mày, cái bụng đồ tao bán mà nãy giờ mày nói chuyện điện thoại tao hơi hao vậy nha. Khỏi cần nó mét, bây giờ tao dẫn mày qua mét vợ mày luôn nè. Thảo, I love you. Nhà có ai không? Anh vô chơi được không? À, không được. Sao em cứ từ chối tình cảm của anh hoài vậy? Anh cũng đẹp trai nè. Nhà anh mặt phố, bố anh làm thủ kho nè. Em mà đồng ý lấy anh đi, về làm vợ anh, em sẽ như một bà hoàng. À, không được. Sao có một câu không được không? Em nói hoài không biết chán hay sao? Hôm nay mà em không cho anh vô, anh cũng leo rào vô. Không được. Có gì đâu mà không được. Không cho anh cũng leo rào. Anh nói là anh làm. Trời ơi, miệng mà nói không được mình ta leo cái đỡ. Ủa, anh là ai à? Tao là chồng của nó. Đã nói rồi, em chịu mà chồng em không có cho. Ủa, sao nói đi đám ma mà về sớm vậy? Bộ ở bản người ta đẩy đồ chai, không có đẩy rượu đế hay sao đi về chứ gì? Chứ dễ gì à, trong xóm này cũng có đám ma ai mà chết cái ông đi 3 ngày má ta chôn mở cửa mã luôn mới chịu về chứ dễ gì gì mà chịu về sớm. Nay mà đi về sớm à, chắc không được vô kèo. Thôi đi, bà đừng có tào lao, bà đừng có biêu xấu chồng bà vậy chứ. Mới qua đám ma đốt nhang, chưa kịp cắm xuống nữa là tụi nó hùa nhau nó quýnh chạy không kịp luôn. Chứ đừng nói gì mà ăn với uống. Ông làm gì mà người ta quýnh không? Bà nhớ hai chồng mình mượn hai mừng nó 250 triệu, hứa là hết năm nay bán lúa rồi trả nó, nhớ không? Vô đám ma nó nha, tôi đốt nhang tôi nói là mừng ơi, anh thiếu mày 50 triệu, hứa tết năm nay anh trả mày, mà anh chưa có kịp trả nữa mà mày chết rồi. Mừng ơi là mừng. Trời ơi, cái đám ma người ta buồn thú ruột ông Lê ông mừng ấy. Thì đó, tôi vừa khấn xong thấy đứa cầm ghế nè, đứa cầm ly, con vợ nó chụp cái chai là tôi phóng ra tôi chạy liền, mà mấy khách ngoài nó ăn hôi nó ăn ké nó gạt giò té đập tè buồn. Cha người ta, chồng người ta chết người ta ban buồn thúi ruột, ông ấy vô mừng ơi mừng ơi, mà ông mừng quá nó quýnh ông là phải, gặp tôi là ông tét đầu luôn rồi. Bởi vậy mấy cái miệng hại cái thân. Mai mốt thằng Tư Vui mà nó chết á, bà đi nha, tôi không có đi nữa đâu. À, cái gì vậy bà đồ nhỏ? Ôi ôi, mấy ông đừng làm màu. Cái này tôi coi trên mạng nhiều rồi. Cụp đầu xe chặn đầu, giật túi sách chứ gì. Á đu, gặp idol top top rồi. Cái này nhà con má ơi. Ủa? Chứ không phải là giật túi sách hả? Coi trên mạng thấy là hai người nè, là cụp đầu xe thằng sau là giật cái bật chạy luôn nè. Chơi tết tớp ít thôi.